Hello, xin chào các em, quay trở lại với Channel One. Thì ok, thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với CSLC 14.0. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với chế độ zombie khổng lồ anh em. Ok, trước tiên anh em vào chọn súng thì anh em muốn chọn súng thì anh em rất là dễ thôi. Anh em nhìn xung quanh cái tướng mentor á, thì ở ngay cái khúc mà cái dấu sẹt đó anh em. Cái này khó diễn tả thật. Nằm ở khúc trên của phim ship ở gần enter anh em đó, cái nằm ở phần trên đó anh em bấm ở đó, anh em sẽ thấy vũ khí chính rồi cái thứ này, rồi anh em chọn cái 1 2 3 4 này. Ok, đây zombie đây, bắn nó thôi. Mình chọn súng xong rồi đó, bây giờ mình bắn à. Đó này, mình thấy là điểm nó tăng lên ngay khúc ở dưới phần ship bên phải màn hình nha anh em đó. Và cái hạng của anh em mà nằm ở trên ngay khúc bên trái màn hình luôn, khúc ở bằng xét bên trên luôn anh em. Mày nhìn cái gì cứ lên xuống đấy nhỉ, có cái con này mày nhờn này bùm đó anh em, rồi chết luôn đấy. Ok ui phải cả nồi sẻng. Em có thấy cái gì chưa, sẻng anh em ạ. Phải cắt thật. Chém nè, chém. Ô không được. Phải cái gì vậy? Chém. Ô cái gì? What? Chém thì không được chưa. Phải thật, cái gì vậy? Sao chém? Ủa dùng tuyệt chiêu nó mới chịu ha. Qua đây thử coi. Còn mấy kiểu. Ba kiểu. Ui dồi. Các chú định làm gì? Chém nè. Vãi cái nồi, sao nó lại không tính đam ấy nhỉ. Ô đứng trước mặt luôn ấy. Mày 3 kêu 4 kêu Multi. Ui giời ơi. Ôi ôi đã cho anh em. Một khuôn miếng. Đấy. Đó là khuôn hoa xích anh em. Tuyệt chiêu đặc biệt của cái con này. Đấy. Đấy. Đây khúc này. Đấy. Tuyệt chiêu. Sao con này khó chém anh em. Một phát. Ui hồi. Phải thật. Không được nhỉ. Đây. Một phát này. Một. Ui hồi. Còn liêu anh em. Rồi 6 kêu. Mũ tí. Đấy. Phải cái tầm anh em. Đó mình top. Ở anh em nhìn ở phía bên trái anh em. Mình top luôn. Đấy. Cái chế độ này công nhận nó cũng lúc đầu nó khó chơi thật. Tại vì mình nghĩ cách đây được vài tháng mà. Mình chơi được cái phiên bản 13.0 đến bây giờ mà. Khá là lâu rồi. Rồi sang đây phiên bản 14.0. Ui. Đấy chết. Này này. Ui lỗi map anh em. Nhìn thấy xuống dưới nữa kìa. Vãi thật. Ủa máu mình trâu vậy. Như cái phiên bản này fit lại rồi anh em ạ. Máu trâu vậy cả nồi luôn. Ô cái gì chém mới không tới. Ôi thấy chưa anh em, thấy ngầu không, nâng cấp lên rồi. Cái này là mod từ phiên bản của mấy cái game gì nhỉ, như là câu chuyện gì hay CSGO anh em, hay là CSO á. Đó giống như là CSO luôn. Đấy cái này như là mod từ CSO anh em, mình nhìn thấy này giống á. Ồ nếu là con mình thấy có thằng Xbox mà sao mình không chém không chết này, lạ thật. Ui rồi cũng có kêu né đi đâu con trai. Ui rồi 6 kêu. Ơ vãi. Ui vãi cái nồi, có vụ này luôn à, vãi thật. Đây sau này đấy. Ui ôi đấy anh em thấy không. Ủa sắp chết anh em ơi, còn 2 vạch. Rồi chết à. Rồi chết. Đấy. Còn ít máu thì anh em phải chết thôi. Đó, giờ anh em phải chọn súng này nữa. Tại vì lúc mà anh em chết rồi anh em phải chọn lại. Đó. Vãi thật. Ơ vừa mới nhặt súng luôn á. Chết luôn. Vãi cài trường. Không thể chịu được. Đâu. Đó. Bây giờ như là mình chọn súng xong rồi. Thì anh em muốn chọn súng anh em bấm giống như
móng giống như mình là anh em chọn cái dấu sẹt á anh em, dấu sẹt mở kế bên nút enter á. Nếu như anh em chơi mấy cái bàn phím bình thường á, bàn phím cũ á, hay là mấy cái bàn phím cơ đồ cũng có nè, cái nút sẹt mà sẹt trái sẹt phải đó thì nó nằm ở ngay cái kế nút enter đó, anh em cứ bấm đó, anh em sẽ thấy cái vũ khí chính anh em chọn xuống thôi. Ờ, bắn không lên đam thế này. Nếu như anh em mà muốn biết lên đam hay không á, anh em nhìn coi nó có ra cái tia máu không nha, hay cái điểm ở dưới có nhảy không, điểm ở dưới mình nhảy thấy nhảy ít lắm em. Ui chạy xuống máy ấy, vào lấy tam bi à, đấy tam bi mất quỷ, bắn đam hay không lên. Ơ vãi nồi, mày đứng rồi rồi. Oh, à để bắn phần dưới này anh em đam mới lên em ạ. À, vãi cả trưởng thật đó em, đó cái đó là hướng là anh em có đam đó đó. Ui vãi cái nồi, bắn ở giữa khoảng không vẫn trúng đam, phải thật đó đó. Anh em thấy mình vừa bắn cái chỗ gì không, bom này. Ô ui vãi cái nồi, anh em thấy cái gì không, bom nó dính trên nó luôn, càng lấy càng 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 đó anh em thấy không. Cái khúc ở bên phía dưới là tiền anh em có thể mua xuống được bao nhiêu xuống được đó, một cái kiểu bo hạn, anh em bắn càng nhiều thì tiền nó lên nhanh lắm đó. Rồi sắp hết thời gian. Ôi sao con này nó cứ đứng kẹt ở đây thế nhỉ. Đó anh em thấy không, cái đó là chức năng thứ hai của tem bị mất quỷ. Nếu như anh em mà muốn đổi chức năng, hai chức năng á, thì anh em cái lật con chuột đó anh em, ngay con chỗ con chuột có cái mà để anh em kéo lên kéo xuống á đó. Đó anh em kéo này anh em sẽ thấy. Rồi giùm làm zombie đấy, con này 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 đấy. Ôi trời ơi, chém gì mà chém như chém gần lắm em ạ, chém gần vãi. Đây 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 đấy, mình phải đi chỗ này nè. Ủa mình vừa dùng cái kêu gì vậy. Ôi rồi ôi rồi, 6 kêu mua ti cái nhẹ nè, mua ti luôn. Đấy. Ui rồi hình như máu con này nó không có trâu anh em ạ. Thực sự con này nó cơ động một tí nhưng mà máu nó không có trâu. Đấy mình nâng cấp lên. Ô vãi cái nồi, đứng sát bên như vậy mà không chết luôn. Ôi nó phế kìa, con này vừa máu ít mồ phế nữa nè. Ơ cái gì vậy, 3 kêu 4 kêu, công nhận cái này nó kiểu như nó phế này mày. Đấy 6 kêu rồi, 7 kêu multi, 8 kêu. Ôi rồi ôi hồi cái gì đấy à. Ôi rồi cái gì đấy, nhìn mà mắt anh em mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu ôi rồi. Đấy 6 kêu rồi, 8 kêu luôn, 9 kêu, 10 kêu đấy. Ôi ôi vãi thật. Ôi ném như kiểu như là như là ném không long anh em ạ, tự ném không thể nào trúng được. Đấy 4 kêu, không nhận chế độ lo chơi nó cũng vui nhưng mà chơi hoài với cái chén anh em ạ. Tại vì mấy cái này anh em, nhưng mà anh em nào chơi cái CF nào đó mà như là anh em full hết rồi đó mà anh em không thấy cày cuốc nữa là anh em thấy chán liền. Đấy anh em cứ lâu lâu anh em chơi lại không có chán đâu. Đó rồi còn mười mấy giây nữa thôi. Đó win cái nhẹ nè. Đó ok top luôn nè. Ok ok hết trận luôn anh em. Ok thế là hết rồi anh em ạ. Ok hết. Ui ui hết thời gian rồi mà. Ui ui rồi ok quên anh em. Ô vẫn chưa hết mà nè. Ok và tôi chắc đây của mình cũng phải là dừng tại đây anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình và hẹn gặp lại anh em trong những video khác. Và nhớ đừng quên lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình, để mình có thể tiếp tục làm những video về xéo like khác. Ok, tạm biệt anh em. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành.